Có thể nói rằng, xem truyền hình đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu của nhiều người dân Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Nhưng không ít người đến nay vẫn không thể hình dung được để có 100 giờ phát sóng liên tục mỗi ngày trên các kênh HTV9, HTV7 và HTV1 đến HTV4 kỹ thuật số đòi hỏi cả một đội ngũ từ những người quản lý, nghiệp vụ, kỹ thuật đến các phóng viên biên tập, những nhà sáng tác nghệ thuật gần 1.000 người đã làm việc hết lòng hết sức vì sự nghiệp xây dựng và phát triển truyền hình không phải một ngày, một tháng, một năm mà đã liên tục suốt 30 năm ròng kể từ ngày 1 tháng 5 năm 1975. 30 năm qua, bất luận khó khăn thế nào thì hình hiệu HTV hàng ngày vẫn đến với khán giả qua màn ảnh nhỏ. Dù trời mưa bão hay thời tiết khắc nghiệt đến đâu, và cứ 7 giờ 30 sáng mỗi ngày vẫn diễn ra cuộc giao ban như thế này của các bộ phận nội dung để rút kinh nghiệm ngày phát sóng hôm trước và chuẩn bị những việc làm cho ngày hôm đó. Rồi mỗi chiều thứ sáu hàng tuần, cuộc họp của các cán bộ chủ chốt, các ban phòng của đài lại ngồi với nhau để đúc rút kinh nghiệm những việc làm trong tuần và nghe phổ biến nhiệm vụ cho tuần sau. Nhiều thế hệ cán bộ quản lý, nghiệp vụ, kỹ thuật đã từng có mặt tại đây. Có những cán bộ lúc vào tóc còn xanh, nay đã điểm bạc. Mỗi khi có dịp trở lại, mấy ai giấu nổi những bồi hồi xúc động. Tiếp quản nguyên vẹn cái đài phát thanh Đài Truyền hình Sài Gòn, tôi đã phát thanh được và lên sóng số nhất, nhanh lắm, tiếp thu gọn lắm, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, phát liền, phát thanh liền, đó là cái thắng lợi. Khi buổi phát hình đầu tiên 1 tháng 5 1975 thành công thì đó là niềm vui của các anh tiếp quản, mà cũng là niềm vui của chúng tôi, những người làm việc ở chế độ cũ. Tại vì đó là một ngày thống nhất mà phát hình chung và một cái ngày bắt đầu sum họp. Đây là đài vô tuyến truyền hình Sài Gòn Giải Phóng, phát đi từ Sài Gòn. Vốn được tiếp thu từ chế độ cũ, đài truyền hình lúc đó bao gồm toàn bộ cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị, kể cả một số nhân viên tác nghiệp còn lưu lại của đài truyền hình Sài Gòn cũ, đã cùng đội ngũ cán bộ, phóng viên truyền hình từ trung ương vào, một số trong chiến khu ra tiếp quản. Chương trình phát sóng đầu tiên của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 1 tháng 5 năm 1975 đã thể hiện được ý chí thống nhất đoàn kết của toàn dân tộc. Không phân biệt cũ mới, Bắc Nam, tất cả chỉ với một tâm niệm, không để truyền hình ngưng sóng. Những ekip mới được hình thành, phóng viên, đạo diễn, quay phim đã kịp thời có mặt trên các đường phố Sài Gòn thu hình, làm tin, làm phóng sự. Tại phim trường lại tiếp tục sáng đèn, khẩn trương sản xuất các chương trình tiết mục. Và đúng giờ thường lệ, chương trình truyền hình cách mạng đầu tiên trong ngày Sài Gòn được giải phóng đã tỏa sóng khắp nơi, gây niềm hân hoan, tin tưởng mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân Sài Gòn và các vùng lân cận về chính quyền cách mạng, về một chế độ mới thực sự của nhân dân đã được thiết lập. Được giao nhiệm vụ là một đài khu vực, lực lượng phóng viên, quay phim, đạo diễn như là những chiến sĩ được tung ra các mặt trận nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và văn hóa xã hội, không chỉ tại các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh mà có mặt khắp các tỉnh từ miền Trung đến miền Đông và miền Tây Nam Bộ, đã tạo nên một sinh khí mới trong các chương trình tiết mục, có tác dụng tuyên truyền, hướng dẫn, vận động sự hòa hợp, đoàn kết trong nhân dân, khuyến khích tinh thần hăng hái tham gia lao động sản xuất, sát cánh chung tay xây dựng chế độ mới của nước Việt Nam độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội. Đất nước không ngừng phát triển, nhu cầu được thông tin và thưởng thức văn hóa nghệ thuật của con người ngày một nhiều hơn về số lượng và cao hơn về chất lượng của thể loại báo hình đã luôn là nỗi trăn trở thôi thúc những người làm truyền hình, nhất là các nhà quản lý, cần phải có những giải pháp mạnh mẽ mang tính chiến lược sâu sắc hơn.